Hàng năm mẹ con đều cúng giỗ mặn. Con khuyên mẹ cúng chay. Mẹ nói ông bà đâu có ăn chay mà phải cúng chay. Con rất đau lòng, chỉ biết phóng sanh, tu hành hồi hướng cho các Bồ Tát gà vịt nương vào gia trì của Tam Bảo sớm được siêu thoát. Con làm vậy có đúng không? Đúng. Không những là hồi hướng công đức cho cái con gà đấy mà hồi hướng chúng tới khắp chúng sanh, thì chúng sanh đang khổ nạn nhiều lắm. Mà người mà mẹ mình hiện như cũng đang ở trong cái cảnh khổ của chúng sanh đây. Ông bà cha mẹ mình vì sát sinh hại vật mà mang cái nghiệp rất nặng. Vì cái nghiệp nặng đó mà khi chết đi phải trả cái nợ nghiệp này. Chăm lắm đó chư vị, khó lắm đó chư vị. Bây giờ mình muốn gỡ nạn cho cha mẹ mình phải cố gắng ăn chay, làm lành cầu, tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho ông bà mình và dỗ chay mới đúng. Cho vì cái vận sát sanh hại vật là ông bà mình bây giờ đã chịu nạn, mà mình còn tiếp tục sát sanh hại vật nữa thì vô tình ông bà cha mẹ mình thêm nạn, chứ làm sao mà được ăn được. Vì ăn như vậy mà bây giờ chịu nạn với vô tù. Những cái chúng sanh đó đang xử phạt mình, người ta đâu có cho mình ăn thịt nữa đâu mà mình được quyền ăn thịt. Mình đang ăn đòn. Cha mẹ mình đã ăn đòn đó. Ăn đòn là gì? Ăn rôi, ăn vọt, ăn hành, ăn hạ, đúng không chú vị? Tức là bị hành hạ, đâu có cho đâu, đúng không chú vị? Cho nên thành ra khi mình giết hại như vậy là tạo thêm nghiệp sát, tạo thêm nghiệp tội. Cho nên Phật nói là muốn gửi những cái gì, cho những cái gì cho cái người ông bà cha mình hướng là cho những cái đồ bố, cái đồ lành, cái đồ mát, đồ ngon. Chứ mà đem cái nghiệp tội mà cho cha mẹ mình, cho ông bà mình, làm sao mà ông bà mình rước thêm cái đó mà không đau không khổ. Thì các ngài giảng kinh mới nói là nếu mà đem sữa, đem đồ cho cha mẹ mình ăn thì còn tấm bố, chứ đem ắc xít mà cho cha mình ăn thì làm sao ăn vào cũng đứt ruột đứt gan, phải không chứ vị? Tức là đem nghiệp tội đấy. Thì trong kinh nó Phật nói là giống như người bị rớt giếng. Rớt giếng thì con cái nó bây giờ muốn lấp cái giếng đó thì cứ liền đa xuống cho cái giếng nó cạn lần để mà cha mình được thoát. Thì không nhờ là cứ liền xuống như vậy, cái giếng hẹp quá làm sao cha mẹ mình ở đó mà né được, vô tình bị nạn. Là liền đa xuống thì lỗ đầu chết luôn, pháp niệm. Tức là bị nạn giống như người rớt giếng mà còn bị liền đa theo. Đúng là chúng ta thọc cái dây xuống kéo lên, phải không như vậy? Cho nên coi như là làm phước làm thiện, hồi hướng công đức cho ông bà mình. Tức là coi như là mình thọc cái dây xuống cứu người ta lên để người ta bớt khổ. Đây mình không chịu làm cái đó mà cứ làm cá làm chịch. Tức là ông bà mình liên can chịu trách nhiệm vì những cái vấn đề sát sanh này, giống như là cho cha mẹ mình ăn ác xích, làm sao mà cũng đứt ruột đứt gan, làm sao mà tội chứng lại dám được. Mong chư vị hiểu được như vậy. Phải nhớ cho hồi trước ăn gà ăn vịt vì đó mà vào tội, thì bây giờ là cố gắng là chuộc tội đi mới hay, chứ làm sao đi bây giờ xuống đó được quyền ăn gà ăn vịt nữa. Những gà vịt đó nó biến thành là oan thần cho chủ tớ quậy phá mình, tan nát thì có, chứ làm sao người ta cho mình được quyền ăn nữa, phải không chư vị? Xin chư vị cẩn trọng suy nghĩ cho kỹ. Người mẹ này cẩn trọng, cho nên nghe người con đi, cố gắng ăn chay đi, làm lành đi, để mà chuộc tội cho cha mẹ. Niệm Phật hồi hướng là chuộc tội cho cha mẹ, mong cho cha mẹ mình thoát nạn, đừng nên sơ ý nữa. A Di Đà Phật. Con kính bạch Thầy, hằng ngày con có công phu tu tập, con quyết một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có hai con đường để con lựa chọn, một là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, hai là tam độ ác đạo. Vậy khi vô thường đến với con bất cứ lúc nào, ví dụ tai biến hoặc tai nạn, bất đắc kỳ tử, vì lúc này tâm con bị bấn loạn, không có người nhắc nhở niệm được câu Phật hiệu, vậy con xin Thầy trí dẫn giúp con, để trong bất cứ hoàn cảnh nào con cũng giữ được câu Phật hiệu, để con có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tâm nguyện của chư vị đáng quý lắm.
tốt lắm. Con nguyện quyết làm trong bất cứ lúc nào con cũng giữ câu A Di Đà Phật. Thì bây giờ con xin phát thệ với chư Phật là con từ sáng đến chiều, từ chiều tinh văn niệm câu A Di Đà Phật mãi thôi, để cho câu A Di Đà Phật nhập tâm vào. Khi mà nhập tâm vào thì khi gặp cái chướng ngại gì con quên hết, mà con nhớ câu A Di Đà Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, chỉ có cách này thôi, chứ có cách nào khác hơn. Xin thưa thật với chư vị, ở đây có cái câu là quyết là một là vãng sanh Tây Phương, hai là tam độ ác đạo. Đừng nên quyết như vậy, mà quyết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là được. Nếu lỡ mình không được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì nhờ cái công đức niệm Phật của mình, mình cũng có thể trở về con đường lành. Chứ tại sao nếu con không được vãng sanh Tây Phương thì cô xuống tam độ ác đạo? Không nên quyết được như vậy, mà quyết một đường thôi, quyết một đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì đúng hơn, đúng không? Nên ở đây quý vị có thấy không? Đừng có quyết là con, nếu con không được đi thì con quyết chung xuống dưới tam độ ác đạo. Mình quyết như vậy coi chừng nó có sự sơ hở. Mình là phàm phu mà, chứ đâu phải là thánh nhân đâu. Mình còn đang ở trong cái cảnh mà bờ mê của tam độ ác đạo, mà Phật còn nói là nhân thân năng đắc, có nghĩa là mình đắc cái thân rồi, nhưng mà khi xả bỏ cái bao thân có thể khó trở lại làm người. Cho nên xin thưa với chư vị là mình đừng nên hăng quá mà nói một là con về Tây Phương, hai là con xuống tam độ ác đạo. Lỡ một cái chướng nạn nào đến, mình không về Tây Phương được, mình đành xuống tam độ ác đạo sao? Không phải. Mình cứ niệm Phật, ăn chay làm lành đi, ngày ngày niệm Phật đi. Tự nhiên lúc đó những câu A-di-đà Phật tạo cho phước đức vô lượng, công đức vô lượng này, nếu mà có một cái sức cơ duyên nào mình nghịch đến, mình mất vãng sanh, thì ít ra mình cũng hướng được cái phước báu trở về con đường thiện đạo, để mình còn tiếp tục tu hành hướng phước chứ. Phải không chứ vậy? Chứ tại sao nếu tôi không đi về Tây Phương là tôi thề xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh cho đáng sao? Mình đáng cho ai đáng? Mình sợ cho ai sợ? Cho nên không người như vậy, mà nguyện quyết lòng, con quyết lòng vãng sanh. Muốn được vậy thì xin thưa với chư vị, ngoài vấn đề tu hành ra rồi, mình cũng nên kết nhóm hỗ trợ cho nhau, hộ niệm cho nhau. Vì bây giờ mình vững vàng, trước cái lúc lâm chung mình chưa chắc gì vững vàng. Lúc cận tử nghiệp đến chưa chắc gì tâm trí mình tỉnh táo. Đối diện với những cảnh mà vô cùng náo loạn, hỗn loạn, dày vò như vậy, chưa chắc gì mình đã định được cái tâm niệm câu A-di-đà Phật. Như vậy để vững vàng cho mình vãng tâm về Tây Phương Cực Lạc, phải kết bè với nhau, ký hợp đồng với nhau đi. Hãy tôi mà có chuyện gì, chị tôi giúp đỡ tôi, anh tôi giúp đỡ tôi. Cái lòng thành này nó giải quyết cho chư vị rất nhiều. Phải không chư vị? Chứ bây giờ chư vị sợ rằng là mình sẽ bất đắc kỳ tử. Mình chưa bất đắc kỳ tử mà mình sợ bất đắc kỳ tử thì những cái ảnh hưởng nó cũng hơi tệ hại. Là mình cứ trường vờn nghĩ mãi những cảnh giới đó làm cho mình phân tâm ra. Đúng không chư vị? Cứ niệm Phật đi. Quyết chỉ niệm Phật đi. Phật lực gia trì. Mình tin tưởng như vậy nó hay hơn. Chứ chúng ta cứ trường vờn. Tôi sợ rằng là tôi bị tai nạn mà mình chưa có tai nạn mà mình sợ tai nạn chi? Đúng không? Mình thấy rõ ràng chưa? Mình sợ cái gì thì mình nghĩ cái đó. Nghĩ cái đó là trong lúc đó gọi là gián đoạn đấy. Cho nên cứ vững tâm mà tin, lo niệm Phật để mà vãng sanh đi. Chứ đừng nghĩ là tôi sẽ bị cái này, tôi sẽ bị cái kia, mà thực ra cái đó chưa đến. Chưa đến mà nghĩ tới làm chi? Nhiều khi nó tới thành một cái lo lắng cho chính mình không hay. Hiểu không chư vị? Cố gắng lên. A Di Đà Phật.